cao khiến mấy thằng quát âm mộ vỗ lộn như dây tiếng Anh để bố mày phát âm hộ. Chú mày bị đẳng cấp tức sáo, xem ra chú mày thành phê lắm. Nghe bảo chú mày sang châu Phi trộm hết cả màu da. Bọn em tè lắm. Nhiều lắm, chắc mày là thằng lười nhất nhà mày. Hai bác bây giờ rất là chăm tập thể dục, nằm dưới đấy có mà hít đất cả ngày. Thằng nhà quê, trình bay của mày có cách ta xa lắm. Bọn tao nhảy cùng với ma sơ, anh em ta cùng va lắm. Chúng mày sắp đá còn giấc mộng nào. BBB và 1337 không phải là những người chúng mày có thể động vào. Xã hội đẹp đéo có chuyện đúng sai, giang hồ dở thì đéo có súng này. Trên đời chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh, còn thằng nào chửi anh tao thì tao chửi chúng mày. Mày phải nói thay vì cứng, cứng mà phải nói cho người ta biết rằng ở đi mẹ phải tao đang nghe rồi này. Bộ anh có bảo có thể bỏ vào đầu. Phải nói rằng thật là điên rồi vì ta vừa đấu với nhau trận vừa rồi nhỉ. Rồi con chó tao ghét mày vãi rồi, rồi mày muốn sủa sao? Hai thằng chúng mày im mồm, đây là clip của tao. Đừng tỏ ra từ nhận nạn nhân, tao sẽ giết mày ngay khi có cái lồn. Giờ bọn tao là bạn thân, quay con mẹ đi. Đừng đi nhầm rồi. Lại là cái gì? Thằng Dũng mày thằng kia, thằng Dũng mày thiếu chữ đấy. Có sao đâu nhé, nhớ là khi có cái lồn, giờ bọn tao là bạn thân, quay con mẹ đi. Hài vãi. Nếu quay lại lấy mẹ là đấy, ta chỉ sẽ cũng có một số phép không thường xuyên. Nó về gan ba thì sẽ có một phép, nó về gan ba thì tập. Nếu mà nói về gan ba thì ta đèo là bên Mỹ cũng có sử dụng bất kỳ đâu trên thế giới. Việc battle rap có yếu tố bạo lực và giết chóc không còn quá xa lạ, thế nên không thể nhắc tới cả. Chết lại cái này. Okay. Một nhạc sĩ đó là Huy Tuấn, nhạc sĩ Huy Tuấn. Thì đó là một cái skin rất là hay, một cái dạng classic đánh giá là hay nhất của Disney Land 3. Round 1, Oh Happy, bắt đầu. Oh Happy, trai hát để lên Disneyland. Không thể là một rapper quen mãi. Con trai ăn to đòi lớn, đặt tên là Sporky nghe hèn vãi. Tức là nó thể hiện là nó đang nói về gọi là về bản thân mình. Tức là mình đang siêu uy nó, đúng không? Chứ không phải mình sử dụng nó. Đây là mình đang thể hiện bản thân mình đúng không? Thế thì bọn anh sẽ ép những câu mà cùng có ý nghĩa thể hiện bản thân mình vào gần với nhau. Còn đây là em đang để câu này ở trong một cái đoạn nói về là đang chửi thằng kia, tự nhiên em khen mình bản thân mình. Thật là em không em anh nếu mà anh làm rất ngắn câu này. Câu này em bị dự dài câu văn line này. Bây giờ lỗi setup là văn line này, đúng không? Nếu mà anh nhá. Thế mà ngày xưa mày còn chê một thằng trong lớp là gay. Xem lại đi thằng gà này. Giờ nó đã lập gia đình rồi. Chồng nó là mày. Mẹ chó già. Đi mẹ. Trận này mình sẽ gọi nó một lần coi như
cuộc đời.net nào mày bố mày đấm chết. Ok ban cho nhục vãi lòn. Bọn mình đã chuẩn bị đồ ăn cho mẹ buổi bé tối nay. Nhục vãi cả lò đến bánh mì chả. Con mẹ chả. Mày nếu nó quay phá thì mẹ đi ăn lẩu lên trong quay thì mẹ nhục vãi cả lên nguồn vãi nguồn vãi này thì phải nhục nhá. Trái tim anh từng yếu đuối. Cho phép mình không phải quên. Trái tim bài đồng anh ơi. Tôi phải làm sao? Chúng ta tình yêu rồi đây. Cái sâu ở đây xong bán bé ấy. Loại mày không thể để yên thế mà sống đến thọ lão. Con dao tao đâm mạnh như bò húc, tiếng kêu la thành tiếng vọng, ám ảnh đến vạn kiếp khi tao lôi dao ra từ lò đúc. Với tất cả sự khinh miệt biến cu mày thành đinh liệt. Càng nghĩ thì càng giống, trước khi bị thiến hàng gai, sau khi bị thiến hàng trống. Mày chửi team tao đúng không? Xong con mẹ mày rồi. Nên là nói với team tao ở xung quanh toàn lão tướng, còn chúng mày là nhập môn, xử đẹp mấy thằng lão bướng. Anh em tao vẫn đập ngon. Ở bên phải có anh Nam, ở bên trái có Kim Trần, có Hoàng Tùng và Đại Vũ luôn bên tao mỗi khi cần. Có Quang Cường và Chí Dũng luôn sẵn sàng đứng cạnh Sơn. Riêng một mình tao đã mạnh, anh em tao còn mạnh hơn. Mặt này gái nhìn chỉ có đổ là cái chất do thích. Nếu mày là trai tài thì cô ấy sẽ là gái sắc. Do đích. Trốn đi mấy thằng hater, đừng để Vũ tìm ra. Nếu không cuộc đời mày sẽ chẳng khác gì bộ phim ma. Vì Đại Vũ là nỗi ám ảnh kinh hoàng, hủy diệt một cách quỷ quyệt mỗi khi anh ấy diss. Ngôn từ bạo lực như là lưỡi cưa giết hai thằng hề ở diss 7 nhưng anh ấy vẫn còn thấy ít. Nay giờ bị chửi, mày đã thấy nhột chưa? Giờ thì Hải Dương chỉ có thể có một vua. Mày nghĩ tao cần mày á? Lú vừa ơi, ở Bắc Nam một nhà, cú lừa ơi. Round 1, xuất phát bắt đầu. Mày
bắt đầu trận đấu nhưng chưa biết chửi ai. Không sao, tao có thể lo vụ này. Ini mini mani mo a đít con cụ mà. Trông thế này thôi nhưng content nó nghĩ ra sẽ khiến mọi người không ngờ. Chào các cháu, bà là bà Ken Vlog, bà chuyên làm clip bú cu siêu to khổng lồ. Vào màn dạo đầu, không hề đi theo con đường cũ. Coi viết lách như làm giàu, tao thấy lời lãi trong từng chữ. Từ một thằng nhóc mang vẻ gan góc, chẳng hề than khóc câu từ chăm sóc. Tao bước ra từ tăm tối, đi tìm cơ hội vinh quang đã từng thắng. Giấy và bút đang dẫn lối, khó thứ gì có thể cản đường lắm. Rồi chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah, backstage battle rap. Hiện diện trong từng trận, tao sinh ra như dành cho sàn đấu rap. 2 năm càn quét ở Disneyland, giờ lại thêm một sân khấu khác. Mỗi mệnh lệnh đề ra là tuyệt đối, đó là cách mà tao vận hành cuộc chơi này. Khi chúng ba hoa những chuyện đâu đâu. Bập... Má! Hoa chuyện đâu đâu, em lại từ đoạn bập bẹ từ nói đi. Bập bẹ. Body bag tất cả các đối thủ từ round 1, giải đấu này sẽ nhanh chóng hạ màn. Hành hạ lũ quách MC như chơi nhạc cụ. Hôm nay tao đánh cả đàn, nên có giỏi thì cứ việc vào đây thử trình. Tao sẽ triệt hạ lũ chúng mày một cách thật hả hê. Coi round đấu này như tử hình, bọn chúng sẽ phải dựa cột mà nghe. Chưa bao giờ tay ngừng viết lyric có cả một thùng chứa. Sàn đấu ngày nào chưa từng đến, nhưng giờ thì tao trên từng đứa. Tốt nhất nên đuổi mấy thằng rốt ra, để tao bắt gặp thì đúng là tệ thật. Tư thế trang nghiêm như tượng vàng Oscar, gọi tao là phần thưởng của nghệ thuật. Yeah, không chịu phục tùng những thằng nổi lên bằng lăng xê vì chúng không có ngày mai. Số phận bọn nó giờ đi xa, sau đó chúng nó cau có và bàng hoàng khi tao hoàn toàn sung sức giết hết mấy thằng khờ si đa. Không thể có ngày hôm nay nếu không vượt qua biển lửa, bản thân sẽ bị chôn ngay nếu không tiếp tục chiến nữa. Có cam go cũng phải bơ đi, đào đâu ra kẻ như tao với nhãn quan thật ngầu điên. Cóc phải mơ khi lúc bị ổi óc chó sẽ tắc thở mà cóc nhớ đến tên tao như một nỗi sầu riêng. Trong khi tao keep it real thì lũ hater chỉ là hàng fake hai, luôn low key và underground như là Rek'Sai. Không để khán giả bỏ quên, đã đến lúc đưa tên tuổi lên cao như là Rek'Sai. Đây là lúc tao nổi lên và đánh bay những kẻ dám dẫm đạp lên tao. Giải to, giải nhỏ, tao cứ thế đi vào. Đứa nhỏ, đứa to, chúng nó điên vì tao. Chỉ say một bóng hồng giống như là đại thi hào. Viết lách như chén đồng, tao chẳng sai một ly nào. Like, đồ kỹ năng không cần thiết làm màu. Học kinh tế vẫn luôn biết làm giàu. Lyricist tao có biết càng ngầu. Trận chiến này tao đứng tiếp hàng đầu. Bao lâu nay vẫn thế, sân khấu cháy mỗi khi tao xuất hiện. Đem niềm tin hòa với nhiệt huyết, khiến lòng tự tôn dần trở nên bất diệt. Yeah yeah, oh my god, that was me. Oh my god, yeah yeah. Oh my god, that was me. Oh my god, yeah yeah. Oh my god, that was me. Oh my god, yeah yeah. Oh my god, that was me. Oh my god. Mày là knife barking mà nghĩ mình ngon sao? Tốt nhất đứng đầu với tao nếu chưa kịp uốn lưỡi. Nghe nói hay giờ có khoảng 100 con dao. Hóa ra cũng chỉ để đứng trên tầng rồi thả xuống dưới. Yeah. Anh dùng thuốc đến quá liều sao? Mọi lời anh nói cũng chỉ là xàm thôi. Nghe nói anh Hoàng có nhiều sao? Anh Hoàng ơi, anh thả hết dao rồi thì có mà khỏi lấy. À, thế anh định chém tôi bằng tay à? Nom cũng giỏi đấy. Kết liễu mấy thằng điêu, mặc kệ hôm nay hay mai mốt, súng tao bắn piu piu khiến mày hai vai rớt. Tao hùng hổ bùng nổ, tốt nhất mày không nên đụng.
độ. Sát mày để mọi người cười lên cho chừa thòi bộ láo nha. Luôn đem kiến thức và giáo án mới cho người xem. Tao là thầy giáo bò. Yeah, 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 ho ho, ho ho. Mà đi đấu Asia mà không được 100 triệu thì đúng là tiếc lắm. Với số tiền đấy có thể giúp anh em mày bớt chút nhọc. Nhưng giải đấy anh em miền Nam cầm cúp chiến thắng, còn Phúc Du thì cúp học. Nên từng học kinh tế quốc dân nhưng đừng có nhìn mặt tao. Tao với mày bây giờ như người qua đường. Ngày anh Bảnh ra tù, Phúc Du ra trường. Gầm gầm. Mày không hề nghĩ ngại vì phải thi lại. Vì so với rap, việc học với mày đúng là lằng nhằng quá. Ừ thì anh Bảnh vô học nhưng chắc gì lúc ra trường mày đã được bằng khá. Chill, chill. Vâng, xin chào bạn DVD. Hello anh em. Vâng, yeah. Thì như các bạn đấy, ngay trên áo DVD đây chính là cái số 1337. Thì con số ấy rất là quen thuộc đối với các bạn đam mê battle rap ở Disneyland cũng như là đã theo dõi cái giải đấu này rất là nhiều rồi. Thì các bạn đều biết là 1337 là một cái team đấu rap không beat rất là mạnh, gần như là mạnh nhất tại miền Bắc hiện tại. Và có rất nhiều các đấu thủ, các thí sinh đã tham gia vào cái giải đấu Backstage Unexpected Rap Fest. Và đặc biệt vòng chung kết đã có một thí sinh của 1337 Battle đã được vào vòng chung kết hôm nay để đấu. Và đó chính là Đại Vũ. Và một lần nữa anh cũng xin chúc mừng là Đại Vũ của 1337 đã được vào chung kết và có thể tranh chức vô địch để giành 100 triệu của Backstage Unexpected Rap Fest. Yeah, khiến đối thủ phải thất bại. Đừng hỏi tại sao lại Vũ. Và bây giờ xin giới thiệu, đây là 1337 Đại Vũ. Time. Nhắc biết rồi, ai đấy sẽ bị đánh thì em nghĩ là không. Tại vì là những cái ở trên sàn đấu thì nên giữ lại trên sàn đấu thôi, còn sự ở bên ngoài thì vẫn là bình thường thôi. Em thấy em xem sân khấu kiểu hổ báo hơn với chua ngoa hơn, và ngoài đời thì em cũng chỉ là sinh viên thôi, hiền lành thôi. Phúc bị học lại, Phúc ngu. Phúc bị nhốt vào sở thú, Phúc Du. Nghe nói lời nhận xét vi dùm hơn mày trận bán kết khiến mày không ưng sao? Nhưng cũng chỉ vì thế mà mày đứng trước mặt chửi anh Hưng Cao. Nói về chửi thầy mắng bạn, so với Du tao chẳng dám cấy. Dạ, người xưa có câu một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Còn Phúc Du thì một chữ chửi thầy, nửa chữ vẫn chửi thầy. Anh nghĩ là em dù Vũ có thể đóng túi xác bất kỳ battle rapper nào khác ở rap Việt, nhưng mà ngày hôm nay Du có vẻ là hơi nặng quá với em. Ok. Lúc mà Sơn vấp ấy, đấu với Phúc Du lại còn vấp thì lúc đấy Sơn có nghĩ là Sơn thua được không? Không, thực sự... À có, tất nhiên là có. Nhưng mà về sau thấy Phúc Du chốc lại thì cũng yên tâm. Thì đéo round 2 mình lại chốc mẹ tiếp. Nhưng mà ở cái sân khấu này thì toàn tay to, là pin di các kiểu, chị Thùy Minh các thứ. Và đối thủ lại còn Phúc Du nữa, ông cứ hét vào mặt mình sợ vãi đái. Nhưng mà em cũng đánh theo chiến thuật của Sơn thôi. Đấy là em không thể nào mà đánh kiểu show skill 3x3 Phúc Du được. Tại vì Phúc Du là một người quá mạnh về cái đấy rồi. Thế nên em phải đánh về fast, về angle, về angle. Thì cuối cùng đi trước bị bẻ gần hết. Ai gieo tình này, ai mang tình này, để lệ trên khóe mi cay. Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà, giờ người xa cách ta. Từng là một người yêu nữ trong vùng quê nghèo, hôn nhân cài hoa mái đầu. Dòng người vội vàng em hóa thân đời, vẽ vàng rời xa tình anh năm tháng. Tao sẽ dẫn mẹ mày ra nhảy, thằng này là thất bại của team 1337. Rút ra cái đồn đéo có gì khác biệt, đừng có quên tao là Messi của rap.
xuân như một ly trà. 1337 mãi là anh em. Chúng mày chống mắt lên xem, anh Dương cùng với đàn em của mình không ngừng khoe hát lên trên. Bọn tao sẽ đứng trên đỉnh vinh quang. Bài này Dũng viết thật sao, mọi người xin hãy cho chàng vỗ tay.